Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách điều chỉnh thời gian chiết xuất của máy pha cà phê Winci VegaX. Đầu tiên, ở nút cà phê size, chúng ta sẽ chọn về chế độ Italia. Khi ở chế độ Italia rồi thì ở đây thì đang là chế độ single, chế độ double thì cũng sẽ thiết lập như vậy. Chúng ta sẽ ấn và giữ đồng thời hai nút giúp em, nút cà phê cup và nút star. Mọi người sẽ đợi cà phê chảy ra. Khi đúng đến định lượng của mọi người mong muốn thì mọi người nhấn vào nút start một lần nữa. Máy sẽ tự động ghi nhớ cho lần tiếp theo. Trên đây mình đã hướng dẫn mọi người cách điều chỉnh thời gian chiết xuất của máy pha cà phê Winci VegaX. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé.